Em chào cả nhà, hôm nay em lại giới thiệu với cả nhà hai con Eto. Đây là hai con gọi là Eto cơ nha. Eto cơ thì nó không có hủy lợn để gọi là cường lợn nên mình gọi là Eto cơ. Đây là hàng của Kitagawa. Kitagawa ha. Một con hàm là 100, một con hàm là 125. Đây là hàng full head ha. Rồi thì đầu tiên em sẽ giới thiệu cho cái nhà con nhỏ nhất là con hàm 100 này. Sau khi em đo ổng thể rồi thông số kích thước kẹp hàm họng rồi em báo giá từng con một luôn nha. Rồi con đầu tiên là con hàm 100 của Kitagawa. Có chiều dài tổng thể là 12,5 cm, chiều rộng là 103 cm, 103 mm, chiều dài là 325 mm. Chiều cao là 139 gần 140 mm. Ra vào chân chu không gơ lắc ha. Con này cả nhà có thể là cho nó nằm để mà thao tác hoặc là đứng để thao tác đều được nha. Con nhỏ này kích thước hàm của con 100 này là 102 mm và kẹp tối đa là 138 mm, kẹp tối đa là 138. Họng là 52 gần 53. Gần 53 mm. Đây là phía trong ha. Đây là ở đằng sau. Con Eto hàm 100 này á, nó có cân nặng là 17,5 kg. Thì em bán cho cái nhà một con Eto hàm 100 của Kitagawa này là 4.200.000 đồng. 4.200.000 đồng là em đã bao gồm phí vận chuyển và đóng gói. Cả nhà chỉ cần cọc phí vận chuyển giúp em, phần còn lại sẽ thanh toán khi nhận hàng và test máy á, test sản phẩm ạ. Lưu ý nha, đây là dòng Eto cơ nha, không phải là Eto cường lợn thì nó không có hủy lợn nhé. Eto cơ của Kitagawa. Hình ảnh đa góc của mỗi con là em đã chụp hình đầy đủ hết rồi. Rồi tiếp theo là con Kitagawa 125. Con này thì nó còn em ha, còn em chút xíu hai bên. Rồi em sẽ đo kích thước tổng thể. Chiều dài tổng thể của con 125 này là 44,5 cm. Có chiều rộng là 125, chiều rộng là 125. Và có chiều cao là 160
164 164 là 16,4 cm. Con Eto Hà 125 này á, nó nặng là 36,2 kg, 36,2 kg, nặng hơn gấp đôi con nhỏ ha. Đây là phía sau dưới đế ha. Rồi kích thước hàm của con 125 thì chắc chắn nó là 125 rồi ạ. Rồi chiều kẹp tối đa, kẹp tối đa là 100, hơn 160 nha, 161 là thông số kẹp tối đa của mình là 160 mm. Và có họng là 63, họng là 63 mm. Đây là phần trong ha, rất đẹp ạ. Đây rồi, thì một con Itagawa 125 này, em nặng 36,2 kg, em bán cho cả nhà một con này với giá là 6.500.000 đồng. 6.500.000 đồng là em đã bao gồm cả phí vận chuyển và đóng gói á, cả nhà chỉ cần cọc phí vận chuyển giúp em, phần còn lại sẽ thanh toán khi nhận hàng và test sản phẩm lại à. Đây là em nhắc là đây là dòng hai con là Eto Itagawa cơ nha, là cơ đó, phụ là full thép. Rồi, ai có sử dụng đến một con Eto của Hà 100 hoặc là Hà 125 này thì liên hệ em ạ. Em cảm ơn cả nhà đã xem qua video. Cả nhà lấy hai con đều em sẽ có giá ưu đãi cho cả nhà. Địa chỉ của em vẫn là 2L Phạm Phú Thứ, phường 11, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại Zalo của em là 0918 298 199. Em cảm ơn cả nhà đã xem qua video.